và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Ghét nhau như chó với mèo á. Nhìn chảnh lắm, lúc nào cũng ngứa ngứa ngứa. Thích lắm, ông thích con gái tóc dài. Mê vợ vì một phần vợ có tóc dài. Và hôm nay xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Arigato. Có nghĩa là em đi bên Nhật à? Dạ em làm bên Nhật rồi, hiện giờ em cũng đang làm cho công ty của Nhật. À vậy đó hả, còn em? Dạ em chỉ là vợ của một cái ông đã đi Nhật và đang làm công ty Nhật thôi. À. Sao em cũng giống Nhật quá vậy? À chắc là nhà em ở Nhật Bảo đúng không? Thôi, à, em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thoại Phương, năm nay em 30 tuổi và đang làm nhân viên văn phòng. Thế còn em? Dạ em tên Nhã Phương. À, em 31 tuổi. Em là Nhật Phương. Thoại. Dạ em là Thoại, Thoại Phương. Thoại Phương. Dạ, em Nhã Phương. Phương. Dạ Nhật Phương là con em. Hồi nãy anh nói Nhật Phương là con của em. À. Tam Phương, còn giờ là Song Phương. Dạ. Thế Phương Phương Nam gặp Phương Nữ là ở đâu? Trong trường hợp nào? Dạ tụi em học chung trường. Nhưng mà cùng khoa mà khác lớp. Biết nhau nhưng mà không có thích nhau. Dân gian mình hay gọi là ghét nhau như chó với mèo ấy. Kinh khủng khiếp lắm. Khủng khiếp luôn hả? Đằng đây em nhớ ấn tượng đầu tiên là nhìn chảnh lắm, lúc nào cũng ngứa ngứa ngứa. Nhưng mà sau này mới phát hiện ra là bị mũi bị tẹt. Đeo mắt kiến nó bị trợt xuống như này, nó phun nước lên. Ra là vậy. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Còn một cái nữa để chồng nói hết. Mình nói nhiều mà người này cũng nói nhiều lắm. Mà mít ướt đụng cái thôi là thế này cũng khóc. Vậy trong lúc mà quen nhau vậy chắc là khóc nhiều lắm đúng không? Dạ có, khóc nhiều nhiều. Mà cái ấn tượng đầu tiên em nhìn cái anh Phương này là chắc em ấn tượng về cái mái tóc của ông trước đúng không? Dạ đúng mái tóc, nhưng mà đó mái tóc ăn trường. Mái 5 năm vậy nè. Dạ. Mà quần áo thì rách rưới, không chịu mặc đồng phục, lúc nào nhìn cũng rất là dị. Vậy. Cái tóc dạ. Này là mới để đây thôi đúng không? Thay đổi kiểu tóc sành sạch anh ơi. Bao lâu thì hai đứa mới chính thức yêu nhau? Cua mừng năm trời đó anh. Thì chắc có lẽ là anh này luôn luôn mang niềm vui tới cho em. Thì trong cái thời gian yêu nhau chắc chưa bao giờ cãi vã nhau hoặc là chia tay nhau đúng không? Dạ cũng có 3 lần á. Dạ. Mà lần nào nặng nhất kể nghe. Là cái lần mà ổng đi Nhật chỉ có mấy tháng nữa là đủ 3 năm thôi. Tháng 7 về là tháng 4 gây nhau chia tay. Lý do? Không ai chịu ai hết trơn, nói chuyện hồi cãi nhau rồi em cũng biết sao. Làm như là sau 3 năm thì tính tình cũng thay đổi nhiều, cách suy nghĩ cũng khác nhau nhiều lắm. 3 năm không gặp chỉ nói chuyện thôi. Cho nên lúc đó thì về gặp nhau một cái. Chưa gặp. Nói chung là còn 3 tháng nữa gặp nhau. Giận nhau khoảng 1 tháng, có nghĩa là cứ nghĩ là chia tay nhau rồi đó. Nhưng mà lúc đó em nhớ lại trước khi đi có hứa với nhau là muốn chia tay thì phải về gặp nhau một lần đã, trực tiếp với nhau rồi mới chia tay. Có nghĩa là chia tay trong lúc mà đang có khoảng cách xa nhau. Chia tay là khi em đang ở Nhật và bạn ấy đang ở Việt Nam mình. Gần khoảng 1 tháng trời là không có nói chuyện, nhưng mà em chủ động em điện về. Nói chung là điện về cũng bực tức lắm. Nhưng mà khi nghe lại cái giọng của người ấy tự nhiên mình thấy mình không có còn nhớ đến cái chuyện cãi nhau trước 1 tháng trước đó nữa. Cho nên lại quay về. Sau cái đợt đó thì bao lâu mới cưới nhau? Em về Việt Nam được khoảng 5 tháng là em cưới luôn. À, có nghĩa là các bạn đã kết hôn với nhau là được 4 năm. Dạ. Chắc là về là nhiều cái vỡ mộng lắm đúng không? Dạ đúng rồi, tại vì cái tư tưởng của một người đi qua Nhật mấy năm về, đầu óc tư tưởng nhiều cái khác mình lắm. À, khác, ví dụ khác kỳ em đúng nói không? Coi. Kiểu như thời trang đi. Bây giờ là đi vô bển về, giờ ăn mặc không cần biết thiên hạ nhìn mình thấy có kỳ không, mình thích gì là mình mặc đó à. Nội dung như tóc tay vừa nhuộm vừa quăng, rồi đi đâu là vuốt keo này kia kia nọ. Chị mà thấy ai mà chạy cái xe vô bãi xe xong cái xuống xe cái nhìn vô cái kính xe làm đi vậy này là chồng em á. Ảnh có thích cái mái tóc của vợ. Thì nói tới mái tóc này mới nói, hồi xưa là em tóc dài lắm, ông thích lắm, ông thích gái tóc dài, gái tóc ngắn không có thích đâu. Rồi cái cưới xong về nói là hả, bà xã mà cắt tóc đi, về nhà mẹ đẻ chừng nào tóc dài ra rồi ông xã mới rước. Nói vậy thôi chứ được vài bữa thì ông bắt đi cắt tóc vậy, hết lãng mạn luôn. Dạ. Cắt tóc vợ em dài lắm hả? Dạ, dài gọi là dài qua mông á, nhiều dài lắm, em thì em thích vuốt tóc. Mê tóc vợ đúng không? Dạ, mê vợ vì một phần vợ có tóc dài. Dạ, nhưng mà về mới phát hiện ra tóc rụng nhiều lắm. Tóc rụng đầy nhà,
tóc có thể làm nghẹt cống, tóc có thể làm cả quạt máy không thấy quay được. Cho nên là vợ ơi, vợ đi cắt tóc đi. Sao vậy em, có cái thú vui lạ lùng sủng vậy? Em cũng không biết được, mà nói chung là em thích tóc, là em thấy tóc dài dài, nhưng mà tóc dài mà tóc đen là em thích, là em phải vuốt được một cái. Đi vô shop vuốt tóc mình được canh. Trời ơi. Có lần nữa nha, vậy là nặng lắm à. Mà em đừng qua vuốt gì ông dân nha. Bây giờ thấy em, chị thấy em nhìn tóc chị hơn. Đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Còn tính xấu gì nữa không? Ông xã nói tiếp đi. Rồi, em hãy kể xấu về vợ mình đi. Sau khi cưới là em choáng váng nhất là mê hung và mê được hung. Hung gì? Hung em. Hồi trước khi cưới nha, năng lý lắm mới cho hung mới hung cái á. Giờ hả, về cưới mới quyền là một ngày ít nhất phải hung 10 cái. Nhiều khi quên là hả, giận. Tức là vợ hung em bao nhiêu cái rồi em hung vợ bao nhiêu cái? Không có như vậy. Sáp vô lục nó nực quá, tránh ra. Không kêu tránh ra. Dạ. Không có hôn nhưng mà không phải lúc nào cũng hôn, phải lúc nào nó phải lãng mạn chứ. Ủa như vậy nó đâu phải là tính xấu đâu, là tính cái không, cái đó là em phát hiện ra trước khi cưới là sao khi cưới chứ không phải gì bị ám ảnh. Ám ảnh gì? Sợ bị người ta nói già anh chồng. Đâu có đâu. Ám ảnh giới thiệu ông nói ông tuổi ông chuột hay là gì gì đi, tại sao ông nói ông 30 tới em nói 31 ngượng chết luôn vậy đó. Đâu cho em đứng chính luôn. Em đó thấy chưa? Chị tưởng mà đang 23. Thì có vậy thiệt mặt chồng em, mặt chồng em già hơn chị không nói giống đâu, chị không nói giống, chị tưởng mày là đi bầm bà đó. Rồi tiếp tục đi lít liền, không có cái vụ mà ám ảnh đó nữa. Tiếp tục đi cưng. Để em kể chuyện ám ảnh, như là sợ già hơn chồng là bắt đầu hả, gọi là ghen á, là ra một cái gọi là cái sắc lệnh là cấm bén mảng lại gần phụ nữ từ 8 tuổi đến 80 tuổi. Như em chiều chiều nay về là em ngồi gần chuyện về chính hãng là em còn bị xử. Thôi chị Vân không mấy theo nó ngồi đi. Không phải ghen tự nhiên đâu chị, chơi với con gái không hà. Bạn bè con gái trong công ty, bao nhiêu đồng nghiệp con gái là tụ tập tụm năm tụm ba con gái, về nhà cũng chắc như con gái nữa. Vậy hả? Dạ. Công ty không con có gái tóc sao? Dài cũng vuốt tóc ta luôn. Ghiền mà thích tóc dài mà. Rồi còn gì nữa nè, vợ em còn cái ám ảnh gì nữa? Ám ảnh hả? Nhiều ông khi có nói em ghen. Nhưng mà không phải là không có cơ sở. Em nằm mơ thấy không có bồ hoài à. Mà em có thấy hình dáng, nhân dáng của cái người bồ một cách rõ nét không? Dạ không. Không hả? Dạ. Mà ngoài cái cú ghen nó ra còn ghen nào ấn tượng không? Hồi Tết là không nhìn mặt nhau 2 năm. Mà sao vậy? Là từ trước Tết hai mấy Tết cho tới mùng 6, 7 Tết luôn. Mà sao vậy cưng? Tết về quê mà bạn này mới coi hình đi công viên. À, không phải, không phải, cái này là vô tình. Đi công viên cái ổng tự đưa điện thoại cho em luôn, biểu em chụp hình hai cha con. Em mới coi hình lại, coi cái thấy hình của nhỏ gái mặt tầm tạo dáng đẹp đẽ như này chị, chụp có một mình nhỏ gái vậy thôi mà 2-3 tấm liên tiếp luôn chị. Vậy thôi cũng ghen. Ghen. Ai nhờ, cái đó là ai? Chắc là cái cô đi dạo phải không? Em gái đồng nghiệp của em cho công ty. Trời, bữa đó là cái công ty đi tiệc tất niên. Mấy ông nào cũng vậy, em gái của bạn. Không, xí nuôi của em gái chứ không, mà không phải em gái nuôi. Nuôi mới ăn, không có nuôi không có ăn gì được hết trơn. Ăn đó, tự ông nói ăn chứ tôi đã nói tiếng ăn nào đâu. Không, cái này không ăn đâu. Anh Thuận bên em cái đi. Cái này là không ăn mà chỉ nhấp nhấp thôi. Chị nghĩ coi, đi ăn tất niên công ty 50 người, tại sao lại dắt nhau ra cái chỗ mà không có một bóng người mà chụp hình một chùm một cô đó thôi về ngắm. Em có thấy cái background đằng sau là gì không? Cái background ra cái hành lang của không biết nhà hàng hay là cái gì đi ăn tất niên, mà ra cái hành lang ngoài trời là không có trống trơn gì đó. Ủa, mà đứng có một mình một chụp hình, mà em cứ nghĩ tại sao lại chụp một mình về buồn buồn lấy ra ngắm hay sao đó. Bây giờ tức quá trời. Em chưa có xác vẫn để nguyên mà. Chụp hình với con gái là phải để tay lên eo người ta vậy nè. Rồi sau đó là em có truy tìm ra được cái cô đó không? Dạ không, em không có bao giờ lục lọi gì trơn. Kể cả Facebook của ổng có để relationship với em là cái gì em cũng biết nữa. Và em mà bị vợ em mà kiểm tra như vậy em có khó chịu không? Thì đó là lý do ông em giận nhau 2 năm đó. Mới đầu là vợ phát hiện vợ giận. Rồi sau đó bị giận ngược nữa. Em giận ngược vậy. Tại vì trước khi cưới luôn đã có nói với nhau là cưới nhau nhưng mà cái gì riêng tư là riêng tư. Nhất đối với đàn ông thì cái ví và cái điện thoại là cái riêng tư của đàn ông, đừng đụng vô. Thì bao nhiêu năm đó làm rất là tốt, tự nhiên bữa đó cái coi xong rồi coi như ví dụ như bực mình nhưng mà thoát ra ngoài cũng không nói, cố tình để luôn nghe màn hình chính để cho mình biết rằng à phát hiện ra rồi. Theo kiểu vậy đó. Nên giận em, lại em bực em cũng không, em không không nói, tại vì là vi phạm cái lời hứa của hai đứa rồi. Nên là giận nhau giận vậy thôi mà 2 năm
2 năm trời, nguyên 2 năm rồi không nói với nhau một lời nào. Nói 2 năm ghê quá, từ trước Tết sau Tết. Trước Tết sau Tết thì hai năm với 2 năm rồi. Bây giờ cuối cùng là ai nói trước? Em tức quá. Trời ơi, tại sao mà em phát hiện cái tấm hình em giận đùng đùng lên mà không chịu nói với em mà đây là ai? Tại sao chụp về hai giờ này kia mà còn giận ngược em là giận cái gì? Em tức mình quá, tới mùng 6 mùng 7 Tết sắp đi làm rồi. Em mới cào cấu ổng, em đập ổng, bắt nói chuyện với em. Cuối cùng Phương có nói chuyện nào? Dạ có chứ. Đập đau quá. Thì nói chung là vợ chồng nào thì cũng có xảy ra, nhưng mà tụi em luôn với phương châm là giải quyết. Cho nên là giận cho đã là thôi, cũng phải nói chuyện lại thôi, giận nhau có chia tay được nhau đâu. Rồi giờ Phương vợ mong muốn Phương chồng thay đổi điều gì? Cưng vợ hơn chút chứ cưới xong hết cưng rồi. Dạ. Bây giờ em muốn cưng làm sao? Tháng về cho tiền nhiều hơn chút. À, được đó chị. Nhiều hơn chút. Hay là sao đó, trời em phải nói cụ thể ra. Đó là phải, đúng rồi, phải là hả? Đưa tiền cho tiền, cho tiền vợ nhiều hơn, có tiền nhiều cái vợ vui. Thôi bà nào cũng vậy chứ. Bà nào cũng vậy chứ. Cái con Phương chồng muốn Phương vợ thay đổi gì? Thể hiện tình cảm với con tí xíu. Tại con gái nó cũng tình cảm. Chị lại rờ rờ mẹ, con đi ra đây mẹ nóng quá. Là sao không chưa hiểu? Là vậy nè, ổng đi làm xe đưa rước, ổng đâu có đi xe máy, em đi xe máy nè, phải đưa con rồi đón con rồi đi chợ nè. Về hả là lo nấu cơm, rồi cho con ăn, quần áo giặt giũ làm, mọi thứ làm hết. Mình thì chạy đuôi với thời gian hả, về không kịp nghỉ, cứ lo làm mà ăn thỏ cứ mẹ ơi mẹ coi nè, mẹ ơi thôi vẻ đẹp không nè, mẹ ơi nhìn thỏ nè, nên mình mới la. Ôi chồng mà phụ vợ nhiều nhiều, vợ rảnh ngồi chơi không là đâu có la đâu phải không chị? Có nghe còn mong muốn nữa là phụ vợ nhiều hơn. Đâu giờ thấy cũng phụ nhiều lắm rồi chứ. Đầu là tắm con, rồi rửa chén, rồi lau nhà, rồi dọn nhà. Hết luôn rồi đó. Cũng có làm chứ bộ, có làm cái nhà dạ, có làm mà. À, dạ, khoan, nhà đổ rác nữa. Một lần. Rác một tuần đổ một lần. Ví dụ vậy. Chị thấy hai cái mong muốn tụi em á đều chính xác hết á. Em mong chồng em quan tâm chia sẻ với em nhiều một chút để em có thời gian. Thì chị nghĩ rằng á là cố gắng tuần mấy lần đi. Giờ lên đô đi. Lên đô từ từ, lên đô từ từ. Đó. Còn cái chuyện mà chồng mong muốn em, cái vụ mà với bé Thỏ là chị thấy là hoàn toàn chính xác đó. Và lại là con gái nữa cho nên nó rất cần cái sự mà âu yếm vuốt ve của người mẹ đó. Mà như vậy từ nhỏ mà em tạo vậy là nó lớn lên nó sẽ nữ tính, chứ còn nếu không nó sẽ bị nó khép kín lúc nào mà mình không có biết đó. Đến một lúc nào đó tự nhiên nó không muốn cởi mở với mình nữa. Hiện giờ nó đang có cái nhu cầu nó cởi mở với mình. Đây đang là cái thời điểm mà nó cần cái sự bộc lộ của nó ra để cho mình hiểu nó như thế nào. Thế mà bây giờ mình ấp lại, coi như mình không cho nó cái cơ hội đó, là khi nó khép lại rồi á là em muốn mở không nổi luôn. Đó, cái đó là phải chú ý nghe, tại vì đây nuôi con rồi biết. Hai cô con gái nên là rất hiểu cái điều đó. Rồi, cứ theo những gì mà chị Vân mới truyền đạt ha. Không, đó. Thiệt cái đó là chị nói nghiêm túc đó nha. Rồi xin cảm ơn em. Dạ cảm ơn chị. Cưng như cưng trứng mà hứng như hứng hoa. Sao anh không nói yêu em nữa? Hiện giờ anh yêu người khác rồi. Người ta có một cái xấu nhất, còn vợ em có hai cái xấu nhất nè.